Đó, bật luôn. Tôi biết nó kim là tôi chết liền. Hồi nào giờ biết kim không? Kim trong nhắn nè. Thấy đâu, mắt tôi cận thị mà. Mò mò đại đi có biết đâu trời ơi. Ông mẹ ơi. Còn có nữa không? Ừ, có ngon bay 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 bay. Không ai thấy được vậy hả? Đục chích. Để má không được. Có không? Cũng đục chích luôn. Quay anh Dân và anh Dũng cưa cây nha cả nhà, xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Anh Dân tiếp tục mé cái đọt me nha cả nhà. Đọt me này cũng nằm bên trên cái máy tôn nè. Đây hả? Con người đang đứng nghe bỏ này á. Bên đây người ta đi chùa nhiều quá cả nhà. Vui giống như chị hội luôn á. Đi chùa cả nhà ơi, cho tu bớt cái khẩu nghiệp đi để nói nhiều quá. Chúng ghét cả nhà ơi. Xin cơ thể mình không phải. Bữa nào cả nhà đi chích rồi dài muối nó khỏe. Không có nhà thì dần nói cả nhà. Thấy thấy du khỉ không? Du khỉ. Mình không thì mình không có quay ung khói nha. Anh đang đốt nó đó cả nhà.
cho nó bay để anh Dân cưa. Bên đây anh Dũng đang kéo cái nhánh thảy xuống dưới mé cầu của Cò cả nhà. Sao bỏ cuộc được? Dân không bỏ cuộc, tiếp tục leo nữa nha cả nhà. Cả nhà con ông mà anh không bao giờ bỏ cuộc được. Anh không bỏ cuộc. Tiếp tục lên cưa cây me nữa. Nhỏ không được, không muốn chết. Không sao đâu chị. Có đụng vô vết nào đó không? Không. Khúc kinh nghiệm là một hết rồi chết rồi. Đủ số rồi. Ấm rồi. Chị Sơn kìa. Thank you.
Anh Dân đã leo lên mé cây me này rồi nha cả nhà. Nhưng mà ông quá ông rồi, chủ nhà kêu dừng lại rồi. Mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà các video mới tiếp theo.